đời hay đạo cũng không nằm ngoài chữ duyên. Chưa gặp mà gặp gọi là nhân duyên, đối xử tốt với nhau gọi là lương duyên, và cùng nhau nuôi dưỡng những tâm niệm an lành ở cửa Phật gọi là thiện duyên. Trong Phật học có bốn loại duyên: nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên thì có cả thuận duyên và nghịch duyên. Mọi sự gặp gỡ trên thế gian là cửu biệt trùng phùng, là xa lâu để rồi gặp lại. Có những nhân duyên khi bắt đầu thì rất đẹp, đến khi kết thúc thì hơi buồn. Có những nhân duyên khi bắt đầu thì rất buồn, nhưng kết thúc lại rất đẹp. Có những nhân duyên chớm nở chớm tàn, gặp nhau trong tích tắc, rồi lại lặng thầm trong tích tắc. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tùng Nguyễn ghé nhà sư phụ, nhờ sư phụ giải giùm con cái cuốn là Tam Đạo Luận mà Lý Tam Tài ấy sư phụ. Dạ, con mời sư phụ ạ. Mô Phật, Nam Mô Câu Đài Tâm Ngọc Bồ Tát Ma Tát. Kính chào mọi người và cộng đồng, và chào Tùng Nguyễn. Thì xin được mạn phép chia sẻ lên trong cái cuốn Đại Đạo Luận này ha, về cái lý đạo, lý tam tài, như cái theo lời yêu cầu của câu hỏi của Tùng Nguyễn. Thì tôi xin giải thích lý tam tài trong cái cuốn Đại Đạo Luận này của Ngài Chiếu Huệ Tâm ha, khi mà thời điểm 1 tháng 5 năm 1947, Ngài lúc Ngài còn sinh tiền đại thế, rồi Ngài có viết cuốn Đại Đạo Luận này để lại lưu truyền cho mai sau. Thì hôm nay tôi mạn phép để chia sẻ tiếp tục cái lý của trong cái cuốn Đại Đạo Luận này là lý tam tài. Cái ý nghĩa phát sinh ra trong cái vấn đề càn khôn vũ trụ, là tiểu thiên địa trong cái cơ thể con người mình. Rồi, giờ lý tam tài, ý nghĩa của lý tam tài là gì? Tam tài là ba bậc giỏi nhất trong vũ trụ này, đứng ngang hàng nhau. Dù đủ tài sanh quá, không gì sánh bằng, ba bậc ấy là thiên địa nhân. Tại sao lại liệt vào hàng tam tài? Thế nhân thường ví, trời là cha, đất là mẹ, thì người là con, nên mới có câu nhân sanh tiểu thiên địa. Bởi vậy, vì nơi trời đất có chất tinh ba nào để tạo nên, thì nơi người cũng đều có tất cả. Sự sanh hóa loài người cũng giống như sự cấu tạo của trời đất. Thứ nhất, nơi trời thì có vô cực là chủ. Nơi đất, thứ hai, nơi đất là có thái cực là chủ. Thứ ba, nơi người có mạng môn là chủ. Nơi thiên có hai khí, khí dương và khí âm. Nơi địa có hai nơi, hai hơi, tức là hơi nóng và hơi lạnh. Nơi người có hai khí, tức là tướng quả và chân thủy. Nơi trời có âm dương là nhật thuộc dương, nguyệt tinh thuộc về âm. Nơi đất có quả, quả dương, thủy là phong âm. Nơi người có tinh là khí âm, thần là dương. Nơi thiên có sao đậu bốn phương, nơi địa có bốn phương đông tây nam bắc. Nơi người có tứ chánh để công phu, thuộc về đông thuộc can, tây thuộc phế, nam thuộc tâm, bắc thuộc thận. Nơi thiên có ngũ nhạc, coi ngũ khí là tức là quỳnh, thanh, khí, bạch, hắc. Nơi địa có ngũ hành, tức là sanh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nơi nhân này có ngũ tạng, gọi là tâm, can, tỳ, phế, thận. Sanh ra ngũ khí gọi là tâm sanh khí, xích khí. Nên máu là màu đỏ, thận sanh hắc khí, nên sanh tóc, râu, lông mày màu đen. Lúc già thận suy, sanh ít hắc khí, nên
râu tóc đều bạc, can thì xanh, xanh thanh khí nên đờm màu xanh, phế xanh bạch khí nên đờm màu trắng, tỳ xanh hại quỳnh khí nên phân màu vàng. Nơi trời đất và người đều có điển, người sinh ra cũng lo theo lý đạo của trời đất là vô cực sanh thái cực, thái cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh ngũ hành sanh bát quái, ngũ hành và bát quái sanh và dưỡng cả muôn loài vạn vật. Vô cực là khí vô hình, ở đâu cũng có, tức là khí tiên thiên. Sinh ra ngôi thái cực tức là Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Chúa Trời hay Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, quyền khung cao Thượng Đế, tức là đứng tạo hóa. Tạo hóa có phải là Hồng Quân không? Còn thái cực tức là Đức Thái Thượng Lão Tổ, là Chúa của loài người. Thái cực sanh lưỡng nghi, âm và dương, khí lạnh và khí nóng, thành hình là mặt trời và mặt trăng, cũng cùng các vì tinh tú. Âm dương chồng chất lên nhau lập thành lưỡng nghi. Lưỡng nghi sanh ra tứ phương, tức là tứ tượng. Tứ tượng cộng với trung ương thành ra, sanh ra ngũ hành. Và ngũ hành tức là vô hình, tức là ngũ khí, vàng xanh trắng đỏ đen. Tứ tượng chuyển luân quay vòng tròn, sanh ra bát quái có tám cung là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Nơi không không là càn, là trời, có khí trượt hạ xuống, đóng khói lại là thành khôn, là đất. Âm dương phân định, hơi lạnh tỏa ra ngoài động lại thành nước, hơi nóng ở trong tạo thành lửa. Chỗ nước, lửa gặp nhau cứng lại thành kim thạch, sinh ra cây cỏ quá xanh, đủ tứ tượng. Rồi đá nát kim môn, cây mục thành đất nhập, thủy quả, phong là đủ ngũ hành. Từ đó mới sinh ra loài noãn xanh, quá xanh, thấp xanh và thai xanh, hiệp thành tám vật nơi đất kêu bằng bát quái. Nhãn xanh, trứng chim gà vịt, quá thành ruồi mũi, ếch nhái, thấp xanh, trùng dế, thai xanh, người heo bò. Trong thai bào của người mẹ, khi chưa được thọ thai thì trống rỗng, nên gọi là không không. Đến chừng thọ khí âm là huyết mẹ có vô cực, là trứng nước vàng, vàng sền sệt, gọi là hồng mông. Chừng đó có dương tinh của người cha hiệp với huyết của người mẹ nơi thai bào. Ở đây có một khối trong trong đục đục, gọi là thái cực. Trong 7 ngày âm dương phân định, có mạng môn vô hình làm chủ ở giữa hai thận. Thân hình hai bào phân ra càn khôn, nửa người sắp gọi là càn, nửa người sắp xuống gọi là khôn. Vậy thanh trượt đã phân chia lần lần thành hình bong bóng cá, và có sự nóng sự lạnh của thái cực sanh lưỡng nghi. Hai mắt tượng sanh một âm một dương bên trái, đó là vật hữu hình sanh ra trước nhất nơi thân người mới tượng. Nên đạo cao đài của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng quyền diệu xuống cơ bút thái danh cao đài tiên ông đại bồ tát ma ha tát lập ra, bèn lấy lý ấy để chỉ rằng đạo vốn là vô vi, không có âm thanh sắc tướng, mà nơi con người lập ra thờ tượng nên thờ thiên nhãn con mắt, đó là vật hữu hình sanh ra trước nhất nơi thân người. Giả lại, nó là chủ tâm tức là thân, thần là mục tức là mắt, và phải nhờ nó mới luyện đạo được. Vậy là vật quý của trời ban cho nên gọi là thiên nhãn. Bởi trời là tạo hóa,
chỉ có một chứ đâu có hai, cho nên chỉ thờ một nhãn. Hồi Chúa giáng sanh thì bên tòa thánh đồng buộc thờ thiên nhãn, bên phương Âu cho tay mặt là rộng nên đạo Thiên Chúa thờ mắt bên phải, đạo Cao Đài chỉ rõ là mắt trái thuộc về dương nên thờ bên trái dương mục. Thuật luyện tiên dược thuần dương nên thờ dương mục là phải, cho nên thờ mắt bên tay trái là dương mục và chỉ thờ một mắt bên tay trái thuộc về dương, để chỉ rằng cơ duyên đạo chỉ dùng dương diệt âm gọi là thuần dương. Hai mắt sanh rồi mới sanh tứ tượng, nhất sanh thận thuộc thủy, nhị sanh tâm thuộc hỏa, tam sanh can thuộc mộc để hỗ trợ cho thận, tứ sanh phế thuộc kim để hỗ trợ cho tâm, trung ương sanh tỳ thuộc thổ, hiệp thành ngũ tạng sanh ra ngũ khí để hóa sanh lục phủ. Lục phủ thì có sáu bộ phận trong vùng bụng, dị là bao tử, đảm là mật, bàng quang là bọng đái, tiểu trường là ruột non, đại trường là ruột già. Tam tiêu gồm có ba tiêu, thượng tiêu là miệng, trên là của bao tử, trung tiêu là khoảng giữa của bao tử, hạ tiêu là miệng từ trên cửa bàng quang. Trung ương giữ chặt, còn tứ tượng phụ thêm bốn phương gọi là bát quái, càng liên hệ với tiểu trường, khảm liên hệ với thận, trấn liên hệ với bàng quang, chấn liên hệ với càng thuộc về gan, tốn liên hệ với đờm thuộc về mật, ly liên hệ với tâm gọi là khôn, liên hệ đại trường ruột già, đoài liên hệ với phế gọi là phổi. Ngũ tạng sanh là ngũ quan, sanh để làm phụ tá, mắt ăn vào bộ thần kinh, ăn vào tim, mắt thấy tâm động, lỗ tai ăn vào thận, tai nghe động tĩnh, mũi ăn vào phổi, ngửi thì thấy hại phế, miệng ăn vào tỳ tức là dị, ăn nhiều nói nhiều hại tỳ, da và tứ chi ăn vào can thuộc hoạt động nhiều thì sẽ tổn can. Vì các nguyên nhân trên đây nên trời đất cùng người đồng liệt vào hàng tam tài. Nhưng tại sao đồng tam tài nhưng trời đất còn hoài mà loài người sống thì không được bao lâu phải chết, không được cùng với trời đất đồng thọ, vậy người đâu bằng bậc tam tài? Đó là tại con người không chịu hành đúng theo luật của tạo hóa, cứ hoạt động thân thể nhiều để hao tổn thần khí, thầm toan tính toán lợi quyền nên hao mòn sinh khí, phải chịu giảm kỵ. Chứ theo kinh Phật thì người xưa kia sống tới 40.000 năm, nếu mà tu đắc thành tiên Phật thì sống hoài sánh ngang với trời đất và thọ hưởng nơi cảnh tiên thiên cực lạc. Sau rút lại còn 20.000 tuổi, rồi 10.000 tuổi, kể đến 500 tuổi, rồi còn 100 tuổi, rồi hiện giờ thì ít có ai sống qua được 100 tuổi. Đó là tại sao, gì và lấy gì mà làm bằng để chứng minh rằng người xưa trường thọ hơn người ngày nay? Xin chư tôn xem lại lịch sử của các nước Việt Nam chúng ta trong đời Hồng Bàng, các vị vua cai trị bổ đồng mỗi vị khoảng 200 năm. Ngày nay mà vì người chép sử không rõ được lý đạo, cho nên việc quan đường cho là việc quan đường nên ghi chép sai sự thật. Chứ thật sự các vị vua hùng vương sống ở thời kỳ con người thọ gần 500 tuổi, và tất cả sau này cũng nghe ông bà thuật lại đời ông cố ông sơ chúng ta vẫn sống trên 100 tuổi mà tinh thần vẫn mạnh mẽ hơn những người ngày nay mới 40-50 tuổi.
Còn theo truyện sách thì người thời xưa to lớn mạnh mẽ hơn người ngày nay. Theo khoa học sưu tầm thì xương cốt của thú và nhân loại thời xưa chẳng chứng tỏ rằng đời trước có nhiều loài thú to lớn hơn bây giờ nhiều, và loài hiện tại không còn nữa, như voi ma mút chẳng hạn. Sứ Gustafsson trước giặc năm 1940 thời đệ nhị thế chiến có để hình những gia quyến sống nơi chân núi Hy Mã Lạp Sơn, còn nhiều người sống trên 500 tuổi. Còn về lý đạo thì người ngày nay sống không thọ bằng người ngày xưa, bởi vì phải mang những phần xác thịt tạo bằng những thứ vật chất trược khí hơn ngày xưa, luôn cả tinh thần nữa. Lúc mới tạo thiên lập địa, chất nào cũng thanh. Vì vậy xác người ở nơi đó sinh ra cũng thanh đẳng và sống dai. Con người lúc ấy cũng ít thiên về vật chất, không lo toan tính, thần khí không hao tổn, nên họ sống lâu. Còn ngày nay, mặt đất đầy rẫy trược khí, từ những tư tưởng cho đến các vật chất hữu hình đều mang trược khí xung quanh với cái lòng tham quá độ. Cho nên đối với đổi không khí, dưỡng khí đã bớt trong lành, nên thân người tạo ra chất trược. Do vậy con người ngày nay khó sống lâu đặn. Rồi thêm con người hành sái lục thiên đình nên phải chịu nạn diệt vong. Vì vậy phải làm sao gọi bà thuận thiên theo lẽ trời. Đạo là của trời, năm tháng ngày xoay chuyển theo luật định. Mặt trời mọc sớm mai theo hướng đông, chiều lặn hướng tây. Phân ngày đêm không sai lệch, âm dương còn hoài, không bao giờ tuyệt. Nơi trời nhật nguyệt tinh không khí nào chiếu rọi vào càn khôn. Nơi đất thủy hỏa phong cũng không ra khỏi bầu trái đất. Nước không bao giờ cạn, lửa không bao giờ tắt. Còn con người lúc nhỏ tinh khí thần đầy đủ, tinh không lọt ra ngoài, nên thân thể càng lúc càng lớn mạnh. Chừng tới tuổi trưởng thành, mỗi người mỗi ngày xài phí tinh huyết khí thần, nên âm dương trong người phải hao mòn. Lần theo sáu cửa nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nên thân quỷ hoại, lần lần suy kém, tinh khí thần suy kiệt, thì nước và lửa âm dương đã bị tổn, thiếu khuyết, cho nên con người thường hay đau ốm, liên miên sát thân lần lần, tuyền tụy rồi đi đến cõi chết. Vì vậy những người biết bồi dưỡng tinh khí thần là người biết tu, do vậy người sống tốt, tươi tắn, tráng kiện hơn những người lãng phí, ăn chơi, quan đàn, nhất là về đường tình ái. Người tu nhờ tuyệt dục biết cách dưỡng thần, tụ khí. Ngày chí, tối cứ lo thiền định, gom tinh ba của trời đất, tinh thiên khí và tinh khí thần vào càn khôn của mình, chứ không để cho lọt ra ngoài bằng cách ngồi tập một chỗ, không cử động, không nói, không ngửi cho tổn khí, không ngó ra ngoài, không suy tính cho tổn thần, không nghe cho khỏi tổn tinh. Nên người biết tu dưỡng đặng tinh khí thần của mình là sẽ đắc thành tiên Phật, mà cùng trời đất đồng trường thọ trường tồn. Rồi thì tới đây là cái phần chia sẻ về Lý Tam Tài đại khái, còn trường thi thì nó rất là dài, thì tôi xin phép được không chia sẻ lên cái phần trường thi đó. Thì tới đây thì đại khái cái Lý Tam Tài trong cái đại đạo luận của người chiếu tâm huệ, chiếu huệ tâm đó, thì chia sẻ lên để mọi người hiểu trong cái lý đạo. Thì
Nếu có gì sai sót thì xin quý vị cũng hỷ xả cho. Rồi mô Phật. Mô câu đại thế ông Đạo Bồ Tát xin phép mọi người. Được. Dạ, giải ngưng đây anh sư phụ. Dạ. Tôi Nguyễn xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người clip khác sau nha.